được vô băng đăng chơi rồi. Mình sẽ làm một con người tuyết thật to luôn. Bà ở ngoài chờ, mấy đứa chơi nhớ canh giờ về đó nha. Dạ. Thành được người tuyết rồi. Bây giờ phải gắn mắt, mũi, miệng vô nữa là xong. Đừng quên gắn tay nữa. Yeah. Bạn không đắp người tuyết hả Đốm? Lúc nãy bạn nói đắp con bự lắm mà. Hay là Đốm nhắm đắp không lại tụi mình nên bỏ luôn rồi. Tại mình không thích đắp thôi. Chứ muốn mình làm được cái ào xuống liền à. Được không đó? Gần tới giờ ba Đốm ngước rồi đó. Trời ơi, chuyện nhỏ. Coi mình nè. Xong phần thân rồi. Ê, sao mấy bạn trang gian vậy? Người tuyết phải có 3 cục tuyết. Bạn thiếu một cục ở giữa rồi kìa. Xong hai cái tay. Người tuyết của mình, mình muốn đắp sao cũng được chứ bộ. Xong. Người tuyết của bạn không có mũi hả? Thôi kệ đi, đến giờ về rồi kìa. Người đắp người tuyết mà cẩu thả, thiếu thân, thiếu mũi, làm ta bị chúng bạn chê cười. Cô có biết hay không? Nhưng mà con nghĩ đắp người tuyết là chỉ chơi thôi mà. Làm chuyện gì dù chơi hay thật thì cũng phải làm cho tới, thật chu toàn. Nếu cứ bỏ giữa chừng thì sau này lớn lên mọi thành quả của con cũng đều qua loa, hỏng hóc vì đã quen bỏ ngang, không làm cho tới nơi tới chốn. Dạ, con biết lỗi rồi, con sẽ đền bù cho ông. La 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 la. Để xem mày có gì thoát được tao không. Ui. Đúng, cô mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. Mày cho mày đi chút nhé. Ba gọi con, có chuyện gì không ba? Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh làm cho chúng gia vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, cứu trái đất đi, nó hợp trái đất sẽ nổ tung á. Mày ơi ba, cảm ơn ba. Bây giờ con hãy nói cho ba biết tại sao con lại rượt theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả, dục đồ lung tung, cho nên
nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ con, nhưng mà có chuột nhắt. Đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ, là con sai, con xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa? Con hứa, con hứa. Đi. Thôi mà mình không có giàu đâu, giờ đó không có gì ăn hết trơn á. Thôi mà, đi ăn hoài, lâu lâu vô triển lãm tranh xem chút đi. Ờ, vô đây coi thử đi bụng bự, biết đâu tranh vẽ được ăn thì sao. Ê, đốm đốm, bức này đẹp quá nè. Ờ, sự vĩ đại là cái gì? Sao bức tranh ghi là vĩ đại mà nhỏ xíu vậy? Vậy mới là nghệ thuật chứ. Còn bức này, sự cô đơn mà sao có quá chừng người chúng tranh vậy? Vậy là bạn không hiểu rồi. Không biết tài to có hiểu gì không ta, hay là nó đại. Thật ra cô không hiểu gì á. Ê đốm, chán quá à, kiếm cái gì phá đi. Ở đây có gì đâu mà phá. Chơi ông đốm. Ê tài to, lại đây xem bức tranh này có đẹp không nè. Ủa sao bức này lạ vậy ta? Hồi nãy hình như là ai cho mấy bạn vẽ bậy lên tranh chứ hả? Trời ơi, bạn không biết gì hết, đây gọi là nghệ thuật. Mấy bạn rõ ràng là vẽ bậy, không sợ mấy bức tranh sẽ nổi giận sao? Mình vẽ thêm không tính phí thì thôi, làm gì mà giận. Mỗi bức tranh đều có xúc cảm và linh hồn riêng đó, nếu không được đối xử tốt cái bức tranh sẽ buồn. Đốm ơi, chạy mau chạy mau, cái bức tranh đang nổi giận kìa. Đáng đời các bạn vẽ bậy nha. Tụi mình biết lỗi rồi mà. Thôi mình chờ rồi mà, mình chờ rồi. Thôi tụi mình chờ rồi, ê mốt tụi mình không có vẽ bậy nữa đâu mà. Các bạn phải biết trân trọng những đồ vật nơi công cộng. Nếu mà mấy bạn phá hết thì người tới sau đâu xem được nữa. Hơn nữa, nó còn là hành vi kém văn minh đó. Tụi mình biết rồi mà. Mình hả? Giờ học đặc biệt này, mình hồi hộp quá à. Các bạn làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Một chút giáo viên vào lớp rồi sẽ biết. Xin chào các bạn nhỏ. Là ba của đốm hả? Ba mình. Chào tất cả các thành viên của lớp học đặc biệt hôm nay. Bác đốm ơi, hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ? Hôm nay chúng ta sẽ học về vũ trụ. Vũ trụ? Đúng vậy, hôm nay trong tiết học đặc biệt này, nhà trường đã mời ta đến để đưa các con đi tìm hiểu về vũ trụ. Hay quá! Chúng ta sẽ đi tham quan các hành tinh nha. Đây là hành tinh xanh đó các con. Hành tinh xanh? Gì mà con không thấy? Toàn là xám xịt, có gì đâu mà xanh đó bà. Chỗ này trước đây cây cối mọc xanh cả hành tinh luôn. Nhưng sao bây giờ cây cối như thế này hả bác? Vì con người ở đây đã xả khí thải trên hành tinh này quá nhiều, làm cho cây cối ngộ độc mà chết hết. Rác thải hả, tràn ngập luôn. Khí thải quả là nguy hiểm quá à. Ê! À, cẩn thận. Bão tới rồi, chúng
ta đi thôi. Đây chính là hành tinh hòa bình đó các con. Trời ơi, hành tinh hòa bình gì mà bọn robot đánh nhau ngậm cù đeo tùm lum à? Mà toàn là sắt thép không à? Sao kỳ vậy bác? Bác có nhầm không? Không nhầm đâu các con. Chỗ này trước đây rất là hòa bình, hành tinh rất là đẹp. Nhưng mà người hành tinh này tham lam, khai thác khoáng sản quá mức, để tạo robot đánh nhau tùm lum luôn. Kết cục là hành tinh này thành chiến trường như vậy nè, đúng không ba? Đúng vậy đó con trai. Bác Đơm, hình như chúng phát hiện ra ta rồi kìa. Bác nhanh lên đi bác. Xem rớt tim ở ngoài luôn rồi. Bây giờ chúng ta đến hành tinh khác thôi. Đây là đâu vậy ba? Sao giống trái đất quá vậy bác? Chính xác đó con, đây chính là trái đất. Nhưng nếu các con biết cách bảo vệ, không xả rác, không làm ô nhiễm môi trường hay là tham lam, thì nó sẽ trở thành một hành tinh xanh, hành tinh hòa bình mà thôi. Vậy từ nay con sẽ không bao giờ xả rác hay làm bẩn nước nữa. Vậy tốt nhất bạn nên giữ cẩn thận chiếc túi ni lông để bỏ đúng nơi quy định nha. Tai to nói đúng, rác ni lông rất khó phân hủy, nên nếu mình vứt lung tung thì dễ ô nhiễm môi trường. Giờ học hôm nay đã hết rồi, ta rất mừng vì các con đã hiểu, yêu quý và bảo vệ môi trường này. Chị Bảy, chị mới tới chơi hả? Tôi mới tới. À, cô Bảy, thưa cô Bảy mới tới. Ừ, đốm bữa nay lớn quá mà. Nè, cho cô gửi cây chổi bay ở đây nghe. Chút xíu chiều cô quay lại lấy, cô có việc xíu. Một lát nữa, con mượn chổi bay thử cho cô Bảy. Không được đâu. Cây chổi này nó lì lắm, nó không nghe lời ai hết. Gửi lên thì nguy hiểm lắm. Con cỡ một chút xíu mà. Cô Bảy đã nói vậy rồi mà con còn mè nheo gì nữa. Chị cứ để đó đi, em giữ cây chổi cho. Vậy cảm ơn mẹ đốm nhiều nha. Chị phải đi gấp rồi. Cô đã mất tiêu rồi. Nghe cô nói gì chưa? Không có phá cây chổi đó nha. Dạ. Bay lên đi chổi ơi. Cao lên nữa chổi ơi. Ê chổi, bây giờ mình bay lên đỉnh núi cao đằng kia đi. Mất bao nhiêu phút? Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ hả? Chuyện là vậy đó. Vì không nghe lời mẹ nên bây giờ mình sắp bị rơi từ cây chổi biết bay này xuống đất. Nát mông là cái chắc. Vậy là từ nay hết coi siêu nhân luôn. May mà có cô kịp bay qua cứu con đó. Hay quá ha. Một lát cô về, cô sẽ mét mẹ cái tội con dám cãi lời người lớn nè. Từ nay về sau, con sẽ không bao giờ dám cãi lời người lớn nữa đâu. Xem chút nữa con nát mông rồi. Cho chừa cái tật. Wow, coi bầy chim kìa. Phải chi mình cũng được bay như chim ha. Thì bạn đi máy bay là bay được thôi. Thôi, mình muốn có đôi cánh kìa.
bay vạch vạch như chim vậy á. Chứ đi máy bay thì nói làm gì nữa. Chim là chim, người là người, chứ làm sao người mới được như chim chứ. Đúng rồi đó. Vạch 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 gì? Vạch 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 vạch. Ý, có ông cú kìa. Chào cậu bé. Ta nghe nói cháu muốn có một đôi cánh đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Cháu muốn có một đôi cánh để có thể bay như là chim trên trời vậy á. Vậy cháu có gì để đổi lấy đôi cánh nè? Cháu chỉ có nhiêu đây thôi à. Nhiêu đây cũng đủ rồi. Bụ mự, bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Mình chưa từng thấy ai bán đôi cánh bao giờ. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất để mình được bay á. Dạ, con đồng ý lấy đôi cánh. Ý, được rồi nè, tuyệt quá à. Ông biến mất tiêu rồi. Sao thấy khả nghi quá à. Bạn tránh ra đi, để bụng bự bay thử nè. Phách, phách, phách. Vui quá à. Ý, mình bay được rồi nè, mình bay được rồi. Vô. Bụng bự bay được thêm rồi kìa. Yeah, vui quá à. Bay được chim luôn. Phách, phách, phách. Vui quá. Quá đã luôn, đôi cánh của tự do. Ui, đau quá à. Ui trời, sao nó rớt ra mất tiêu rồi. Sản xuất tại hành tinh Cà Tân. Rồi, xong. Bụng bự mua phải hàng dởm rồi. Hồi nãy mình đã nghi nghi rồi mà. Biết vậy mình đã nghe lời đốm rồi. Đúng là không nên mua đồ không rõ nguồn gốc. Mà tốt nhất là sau này mình nên hỏi ý kiến người lớn trước khi mua gì đó. Không thôi lại tốn nguyên cái ống heo mà chả được gì. Đừng có quên là coi nhà sản xuất, hàng sử dụng nữa nha. Thôi đừng buồn, lát nữa mong sẽ hết đau liền thôi. Mấy bạn có thấy trái cầu hồi nãy mình đánh văng qua đây không? Có phải trái này không? Đúng rồi, cảm ơn bạn nha. Có gì đâu, mấy bạn tập dưỡng sinh vui vẻ nha. Ý bạn là gì? Thì con gái chơi mấy cái trò nhẹ nhàng tình cảm này là đúng rồi. Chứ mấy trò mạnh như đá banh có hay đâu. Chơi đánh cầu lông là đúng rồi. Vậy mình thách hai bạn đánh một ván cầu lông với tụi mình. Được, chơi luôn. Nếu thua, hai bạn phải bao tụi mình ăn khoai tây lắc nha. Còn nếu hai bạn thua thì sao? Thì mấy bạn muốn gì cũng được. Là bạn tự nói đó nha. Trời đó, chúng người một cái là banh xác luôn á. Sao hả? Có muốn thi đấu nữa không? Thôi thôi thôi, bọn mình chừa rồi, bọn mình xin thua. Vậy mấy bạn có học được gì qua trận đấu này không? Có. Phải tôn trọng sở thích của người khác. Không nên so sánh, chơi bài ai hết. Vì mỗi người đều có sở trường riêng. Đúng rồi, bây giờ đi ra chợ ha. Mình có nhiều thứ muốn ăn lắm đó. To giỏi lắm, lại chạy nhanh nhất lớp rồi. 10 điểm cho em. Bây giờ thì giờ học tới đây đã giải tán, các em có thể đi về. Tài to ghê nha. Cứ cái đà này á là bạn sẽ vô địch Olympic chắc luôn. Bạn nói ngại quá à.
Nhưng mà mình không vô địch thì ai vô địch đây? Chẳng qua là ăn may thôi, chứ cỡ bạn còn lâu mới vô địch. Chứ bạn nghĩ ai thắng được mình? Bạn chắc. Đừng quên ai mới là người thua đó nha. Tại hồi sáng mình ăn hơi nhiều thôi, chứ cỡ bạn ai mà chả thắng được. Hả? Ai là ai vậy? Như bạn rùa xanh chẳng hạn. Tưởng bạn nói ai? Chứ rùa xanh nổi tiếng chậm chạp mà đòi thắng mình hả? Đua thử thì biết. Mình bắt rùa xanh. Sao hả rùa xanh? Bạn chịu đua không? Thì đi rùa xanh, mình đảm bảo bạn sẽ thắng. Thì được rồi, vậy sáng mai ở gốc cây đa, tụi mình sẽ chạy đua tới trường, xem ai mới là người nhanh nhất nha. Đây là khẩu súng siêu tốc. Ngày mai trước khi thi, bạn chỉ cần bắn vào người, đảm bảo chạy nhanh số 1 luôn. Chỉ cần như vậy thì tai to hít khói bạn luôn. Mình sẽ không ăn gian, mình không thèm một chiến thắng gian dối. Nhưng như vậy bạn sẽ thua tai to mất. Để rồi xem. Súng siêu tốc. Để coi ngày mai mình chạy nhanh cỡ nào, có khi phá luôn kỷ lục Olympic. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Tai to, chạy đi kìa, đừng có chủ quan. Trời ơi, chuyện nhỏ. Bây giờ mình bắt đầu chạy nè. Chứ sao? Nhanh quá, mình không dừng được. Nhanh quá, bay lên vô tưởng tầm kìa. Cuối cùng cũng dừng được. Chết rồi, còn cuộc thi nữa, phải quay về mới được. Và cái đích kia rồi. Đừng buồn, sau này chúng ta sẽ đua lại. Chiến thắng hôm nay của bạn xứng đáng lắm. Mình đã tự thua chính bản thân mình khi ăn gian. Giỏi lắm rùa xanh, bạn đã chứng minh được là chỉ cần quyết tâm, chắc chắn sẽ chiến thắng. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Đúng, con đi học về thì phải để cặp để dép ngăn nắp chứ. Sao mà để lung tung vậy con? Hôm nay có món thịt chiên. Mẹ nấu ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Con thịt đúng mà. Hết rồi con ơi, để chiều mẹ làm thêm. Chán quá. Thôi, con lên phòng đọc truyện đây. Con phụ mẹ dọn dẹp đã rồi hãy lên. Dọn phụ mẹ xong, trộn lát nữa mang củi vô cho ba. Xong hết việc rồi, con muốn đọc truyện bao nhiêu thì cũng được hết. Dạ. Dọn dẹp mà muốn xỉu luôn. Đốm ơi Đốm, mình qua chơi với bạn nè. Bạn tìm mình có gì không? Mình tìm bạn rủ bạn ra công viên chơi á. Mình còn phải phụ ba mẹ tùm lum thứ nữa, không đi được đâu. Chán quá vậy. Mình cũng chán vậy. Phải chi mình được sống sướng như tiên hả? Ông là ai vậy? Ta là ông Tiên đây. Không phải là con mới gọi tên ta hả? Hả? Là ông Tiên thiệt sao? Ông Tiên đúng rồi Đốm ơi. Ông Tiên ơi, con muốn được sống như Tiên vậy đó. Được ăn thật nhiều đồ mình thích, được làm bất cứ thứ gì muốn làm, không phải vất vả nữa. Ta sẽ cho con mượn cây đũa thần của ta. Con muốn gì thì con sẽ đưa cây đũa thần này lên, rồi nói lên cái con muốn, con sẽ có nó. Nhưng các con phải nghĩ cho kỹ, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Dạ, nhất định con phải sướng như tiên. Thôi, ta đi đây. Ê, Đốm, bạn xài thử coi. Ta muốn có nhiều chuyện tranh mới. Trời, thiệt là lợi hại quá à. Hay lắm, hỡi cái đũa thần, ta muốn sướng như tiên. Đốm ơi, lấy củi vô cho ba. Chết rồi, quên là còn việc này nữa. Ê Đốm, khóa cửa luôn rồi. Chắc nó làm như vậy để mình không đi làm việc đó đó. Thôi kệ đi, ăn chơi tiếp rồi. Có xuống phụ ba đem củi vô không vậy?
Đúng rồi, như vậy thì tụi mình sẽ bị nhốt trong phòng này mà. Thôi tiêu rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Hai đứa tránh ra. Tụi con làm cái gì vậy hả? Con chỉ muốn một sướng như tiền thôi. Tất cả là do cái đuổi thần này. Cái gì quá thì cũng không tốt. Nếu như ai cũng như tụi con, chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ, thì sao mà xã hội phát triển được đây? Bây giờ thì dọn dẹp hết chỗ này cho ba. Không thì ba sẽ phạt không cho con đi đâu chơi nữa hết. Từ nay mình sẽ không bao giờ muốn sướng như tiền nữa đâu. Ông Tiền ơi, cứu con với. Ma sao? Do gì? À, con mũi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đủ khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là mũi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc chỗ đây thôi, chứ ta hút vợ cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn mũi cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì mũi đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để dớt dát được tiếng tăm cho loài mũi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ủa, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó, nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi, ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi, hôm qua cưa nhiều quá sẽ bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu cho bất mình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi nhép, người tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho người biết. Trời ơi, thôi thu đường này đi không? À, được rồi, ta đi mà. Đuối quá. Người có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt khi còn có thể. Cảm ơn ngươi. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á, là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết á. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi, thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ây da, đau quá. Mệt quá. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được.
Bạn tưởng mày có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Mày nói vậy á thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? Thật đáng sợ, trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi, hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn chị cho mẹ thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm. Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện bởi vì các con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi Đốm, mình không nên khoác lác với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì thần mưa cũng xuất hiện rồi, mọi người hãy vui lên đi nào. Bụng bự, nhanh lên, sắp tới ca bác bảo vệ thay ca rồi đó. Từ từ, An tới nè. Nói nhỏ thôi. Giờ kiểm tra đã hết, các em mau nộp bài đi. Hả? Còn chút xíu nữa mới xong mà, sao hết giờ sớm quá vậy? Đó, bụng bự, bỏ viết xuống, hết thời gian làm bài rồi. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha, ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó, vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái súng bắn dây nè. Thôi chết, bác bảo vệ sắp tới rồi. Xin lỗi bụng bự nha, mình không kịp sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đốm, 9 điểm. Đốm, đập tay cái coi. Bụng bự, 3 điểm. Hả? Bụng bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại... Đốm nè, cậu tính để bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra, nhưng không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiến với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. Ủa, chuyện hết rồi, Đốm quăng cho mình quyển khác đi. Ê, bạn có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hình như là có mùi gì khét khét á. Mình đâu có nghe mùi gì lạ đâu, mũi mình thính lắm. Có mùi đồ ăn khét á là mình nghe được à. Ê, hình như tao nói đúng đó, mình ngửi thấy mùi khói.
Ôi trời ơi, người ta hay ăn thịt sống khói buổi chiều, chứ có ăn buổi trưa đâu mà sợ mất phần. Mọi thứ trên đời này đều được bạn quy ra đồ ăn hết hả Bụng Bự? Nếu mà mấy bạn không tin á, thì mấy bạn đi kiểm tra thử đi. Mình á thì chỉ tin vào cái mũi của mình thôi. Thôi, mình đi kiểm tra mùi khói phát ra từ đâu đi tay to. Kệ Bụng Bự đi. Ở dưới đây, mùi khói rõ lắm nè. Thôi nguy rồi, hình như có cháy trong phòng bếp. Khói nhiều quá à. Bỏ dưới sàn vậy nè, thì đỡ phải hít khói. Trời ơi, cháy hết rồi. Cháy lớn quá. Bạn thác thân đi, rồi gọi cứu hỏa tới. Dạ, alo, alo, nhà con bị, bình tĩnh đi đốm. Thưa chú cứu hỏa, nhà con bị cháy, địa chỉ nhà con ở số 6. Trời ơi, cháy rồi, đốm ơi, cứu mình với. Bạn lấy khăn ướt, bịt kẽ hở của cửa lại, lấy khăn ướt che miệng, che mũi, cúi thấp người, cố gắng không hít khói, cố lên. Mấy chú cứu hỏa sắp tới rồi đó. Cúi thấp người xuống, chặn khăn ướt ở mép cửa, lấy khăn ướt che miệng, che mũi. Tuy chỉ là một đám cháy nhỏ, nhưng mà mấy đứa đã rất can đảm. Khi nghi ngờ hỏa hoạn xảy ra, điều đầu tiên kiểm tra xung quanh. Nếu có cháy thì cúi thấp người, bịt khăn ướt để không hít phải khói độc. Cuối cùng là thoát thân và gọi cứu hỏa 114. Đừng quên gọi điện cho bố mẹ nữa nha. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên không ai được lơ là, nhớ chưa? Dạ, nhớ ạ. Tụi con cảm ơn chú nhiều ạ. Để xem, mày chạy đi đâu được nữa? Dám ăn trộm đồ ăn của tao hả? Đồ ăn cắp xấu xa, ta mà bắt được, kỳ này mi sẽ thành chuột quay chảo, bánh bao xá xíu luôn. Yeah. Ủa? Đâu rồi? Kỳ vậy ta? Nó trốn đi đâu vậy? Hả? Mình không tin nó trốn mất hay như vậy. Cứu tôi với, cứu tôi với, chuột nhất đòi ăn thịt tôi. Cứu tôi với, là mấy tiếng nào vậy? Chà chà chà, dễ thương quá. Lại đây với Bụng Bự đi nào. Ngươi yên tâm, có ta thì chuột nhắt sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Ôi, may quá, cứu tinh của ta đây rồi. Đúng vậy, có ta, không có con chuột là sẽ dám bắt ngươi đâu. Vậy ta có thể về nhà hai cậu ở được không? Tất nhiên là được. Vậy là từ đây ta không phải trốn chui trốn nhủi cái con chuột nhắt đáng ghét kia nữa. Ta sẽ được tự do. La la, yeah. Tí hả, nó thuộc về mình. Ủa, cái này ngộ mà nha. Tự nhiên sao lại là của đốm chứ? Thì ai bắt được trước là của người đó. Đốm vô lý, là của mình mới đúng. Là của mình. Của mình. Của mình. Của mình mà. Của mình. Thôi đi nào. Hai người cứ như thế ta là của hai người vậy. Vậy chứ, Tí Hào muốn gì? Bị giành giật như vậy, thà ta về rừng cho chuột nhắt ăn thịt còn sướng hơn. Chứ hai người giành qua giành lại một hồi, ta sứt tay gãy gọng mất. Tại Bụng Bự giành giật mà giờ Tí Hào đi mất rồi đó.
Tại đốm dành trước chú bộ. Tại bụng bự đó. Tại đốm đó. Tại đốm bự mà. Vậy mà nói là bạn tốt. Thấy cái gì lạ là tranh giành với nhau. Nhường nhịn một chút là ta đã về nhà hai cậu chơi rồi. Mà thôi, phiêu bạc có chết gì chuột nhắt ăn thịt cũng vui hơn. Nhờ tí không mà mình hiểu ra bạn bè phải biết nhường nhịn phải không bụng bự. Trời mát như vậy tắm nắng là đã nhất. Chuẩn không cần chỉnh. Mấy bạn có nghe mùi gì khác khác không? Ê, nhìn mấy bụng bự kìa. Ôi da, khét rồi. Ê ơi. Dạ. Vị ngon trên từng ngón tay. Bạn không sợ đau bụng hả? Trời ơi, có ăn là được rồi. Mẹ mình nói hồi xưa không có bánh này ăn đâu. Nên giờ có ăn thì không được bỏ sót miếng nào hết. Nhưng mà cũng là có cần mất vệ sinh như vậy chứ. Mấy bạn cứ chơi ổng treo. Có cái gì mà ăn được á là mình quất hết á. Vừa nói là có đồ ăn liền nè. Ê, hình như trứng nó không ăn được đâu. Mất gì không ăn được chứ. Lỡ trái trứng này có con chim non ở trong đó thì sao? Thì mình làm hột vịt lộn. Ý lộn, hột chim lộn. Ăn cũng ngon mà. Eo ơi, bộ cái gì bạn cũng ăn được hả? Thiệt là ác độc. Bạn có thể gọi mình là giả thì nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà lâu lâu có đồ miễn phí, không ăn tiếc lắm. Không được. Đúng thế sao? Thiệt ra thì mình cũng có không có cái. À, mình có cách rồi. Khi mình soi trứng trước đèn sáng như vậy thì sẽ thấy ở bên trong. À, có một bé chim non trong quả trứng kìa. Mình còn có thể nghe được nhịp tim nữa đó. Ồ. Chào các cháu. Có phải các cháu vô tình giữ quả trứng của cô không? Dạ. Có phải là quả trứng màu xanh không cô? À, đúng rồi. Đúng là nó rồi. Cảm ơn các cháu nha. Nè cô. Dạ, không có gì đâu cô. Thiệt xấu hổ quá. Lúc nãy do tham ăn, nếu mấy bạn mà không cản lại thì cháu đã chiên mất quả trứng rồi. Cháu nhận ra khuyết điểm của mình là tốt rồi. Sau này trước khi ăn cái gì các cháu cũng phải biết xin phép nha. Dạ, tụi con biết, biết rồi. Đốm mà, không xem tivi nữa con. Tới giờ con đi học bài rồi, lên học bài nhanh đi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con xem tí nữa đi. Đang lúc hấp dẫn mà. Mẹ đã nói không là không. Học bài hay là ăn roi? Nhưng mà mẹ... Rồi sao? Bây giờ con cãi lời mẹ đúng không? Thôi được rồi, để con tắt tivi. Ây chà, mấy hành tinh khác xả bụi làm ô nhiễm vũ trụ quá. Xử lý mệt muốn đứt hơi luôn à. Con chờ ba mới đi làm về. Tình hình ô nhiễm nặng quá hả ba? Hèn chi, mấy hôm nay tivi nhiễu sóng hoài à. Đúng rồi đó con trai. Thôi anh tắm rửa, nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm nè. Cũng tại ô nhiễm mà rau rất khó trồng. Hôm nay em mua được có chút xíu thôi, còn con nữa đớm. Mẹ nói con lên học bài mà, để cho ba tắm rửa nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Làm con nít chán thiệt á. Lúc nào cũng phải nghe lời người lớn, không nghe thì bị đánh. Đúng là chán thiệt. Làm người lớn không phải đi học, muốn làm gì thì làm. Đúng là sướng ghê. Ôi, mệt quá đi mất. Một ngày làm việc đúng là căng thẳng mà. Anh mới đi làm về hả? Giày của em bị hư đế rồi. Tối nay em có hẹn khiêu vũ,
sửa giúp em nha. Giờ mình phải sửa làm sao đây ta? À, hay là mình làm gãy luôn cái gót còn lại, như vậy thì đi sẽ không bị ngã nữa. Mình đúng là quá thông minh, thông minh quá mức. Hả? Anh giúp em gắn chân bàn này lại nha, nó vừa bị gãy sáng nay. Mình có bao giờ làm mấy cây này đâu mà biết. Giờ mình phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây? À, có cách. Úi da, trời, đau quá. Thôi, làm người lớn đúng là khổ mà. Dạ mẹ, con sẽ đi học bài liền đây. Ba đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nha ba. Ba vất vả quá, con thương ba lắm luôn. La 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 la. Tay to, bạn nghe tin gì chưa? Hả? Tin gì? Đám chuẩn bị đi đánh nhau kìa. Ra coi đi. Tại bạn tông mình trước. Tại bạn đi, đụng mình trước thì có. Rõ ràng là bạn tông mình, là mình đổ hết ly nước vừa mới mua luôn. Là do bạn đi không để ý. Đụng mình, còn đổ thừa nữa. Đồ chơi trẻ, bây giờ bạn muốn cái gì? Đánh nhau không? Đánh thì đánh. Mình mà sợ bạn hả? Đánh đi. Lớn nhà mình mà sợ bạn hả? Ha, mấy bạn thôi đi, đánh nhau là không giải quyết được gì đâu. Sao không? Mình phải tẩn cho một bài học nhớ đời mới được. Hết giờ chơi rồi, mấy đứa tụ tập ở đây làm cái gì nữa? Giải tán lên lớp mau. Hẹn bạn sau giờ học ở đằng sau trường, mình sẽ giải quyết xong phẳng. Chơi luôn, mình mà sợ bạn. Chiều nay mình sẽ đánh bầm dập tên đó luôn. Nhìn nhát gan như vậy mà cũng dám lò mặt ra đây ha. Thôi đó, mình nói bạn mới đúng. Chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi. Ý, thầy giám thị. Mấy đứa đừng có lo, ta không có cản mấy đứa giải quyết xung đột đâu. Vì xung đột không phải lúc nào cũng xấu hết. Sống mà, thỉnh thoảng ta cũng gặp xung đột với bạn bè hay người thân. Vì đó là sự khác nhau cơ bản về tính cách của mỗi người. Vậy thầy cho tụi con đánh nhau hả? Thầy cho đánh, nhưng mà không phải là đánh nhau. Đánh bao cát đây nè. Nè, đánh đi. Cứ tưởng tượng cái bao cát này là đối thủ của mấy đứa. Đánh nhiệt tình vào. Dục, đánh trước. Mệt quá. Mệt quá. Bây giờ tới đốm. Nhìn đôi mắt mắc cười quá à. Tự nhiên đi đánh bao cát. Thôi, đánh nãy giờ mệt rồi, què nha. À, què nha. Mấy đứa suy nghĩ đúng rồi đó. Xung đột luôn xảy ra trong cuộc sống, nhưng mà quan trọng là cách chúng ta giải quyết nó kìa, để tránh những điều đáng tiếc, nhớ chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Rồi. Mà ba mình nói nấu nước sôi coi chừng phỏng đó. Thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa, sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Cầu lao quá. Đưa đây, để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi, coi chừng. Rồi, tay tao bị phỏng rồi. Đau quá à. Bị phỏng sôi rồi.
Thôi mình có cách rồi. Mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả Tay To? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để à? Không được, không được đắp mấy cái tùm lum đó lên vết thương, dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nữa đốm? Không xuất gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo cho đó luôn. Mà Tay To bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho Tay To đi. Đắp nước đá có thể dẫn đến phỏng kép nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3. Mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho Tay To đi, để mình chạy đi tìm mẹ của Tay To nha. Ừ, đi nhanh đi Bụng Bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái Tay To bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi, mà Tay To đang ngâm trong nước nên chắc không có sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy. Rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Ý, anh Đốm kìa, anh Bụng Bự, anh cưỡi cái gì mà hay quá vậy? Đốm, Đốm, bọn mình ở đây nè. Chào, thấy mình có ai không? Ôi, bong bóng đẹp quá à, mà cứng khủng khiếp. Ở đâu anh có vậy anh Đốm? Đó là chiến lợi phẩm của mình và ba mình thu được ở vùng đất bong bóng hôm trước đó. Vùng đất bong bóng? Đúng vậy, nơi đó có rất nhiều bong bóng và có cả một cỗ máy để tạo nên bong bóng luôn. Hay anh dẫn em đến đó lấy một cái và cưỡi giống như anh đi. Mình cũng một cái nữa. Đi thì đi, mỗi người một cái chơi sẽ vui hơn. À, phải nhanh lên Đốm ơi, nếu không bong bóng sẽ bể đó. Ai bị Bụng Bự nặng quá làm chi? Tới nơi rồi nè, chui qua lỗ đen này, chúng ta sẽ đến vùng đất bong bóng. Ôi vui quá, đẹp quá chừng. Ủa sao nó bể hết vậy Đốm? Phải tìm cái giống màu sắc của mình thì mới cưỡi được. Vậy hả, hèn chi. Bò vàng đằng trước kìa. À đúng rồi, hay quá. Đã quá à, có bong bóng để cưỡi rồi. Mình về thôi Đốm. Ừ, mình về thôi. Bọn nhóc này tự ý lấy bong bóng của ta, không biết xin một tiếng. Ta phải cho các người một bài học mới được. Tiêu cái mặt đẹp trai của mình rồi. Đau quá mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Con trai tôi sao vậy nè? Chuyện gì vậy Đốm? Thì ra tụi con đi trộm, thiệt là quá đáng mà. Vậy thì cái u này đáng lắm, u thêm vài cái nữa cho con mới tởn. Bây giờ các con biết lỗi chưa hả? Dạ tụi con hối hận lắm rồi ạ. Mai mốt con không dám lấy đồ của ai mà không có xin phép đâu. Con cũng vậy, con sợ lắm rồi, mẹ cứu con với. Còn con, cũng con bày đầu không à, phạt con nhiều nhất đó. Lần này chết chắc rồi. Hôm nay trời thật trong lành.
Ê Đốm, bạn đang làm gì ở đây vậy? Mình đang đi dạo mà, bạn đi dễ mình không? Chơi luôn, trời trong xanh như vậy mà. Nhưng sao người của bạn dơ quá vậy? Thì mình mới tém mà. Vậy bạn về nhà tắm rửa đi chứ, rồi tụi mình đi chơi. Trời, có bao nhiêu đây thôi, nhằm nhò gì. Mình phải bù bặm một tí, mới ra dáng con trai chứ. Cũng đúng á, thôi mình cùng chơi thôi. Trời hồng hồng, nắng trong trong, chim hạt cá. Á, à, thưa mày có mới vậy? Trời, con đi đâu về mà quần áo dơ vậy hả? Vô rửa tay sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm nha con. Trời ơi mẹ, có tí bụi bẩn đó mà. Con có biết như vậy là mất vệ sinh không? Tay chân dơ như vậy mà còn không chịu đi rửa nữa. Mẹ, mẹ. Con đứng đây cho mẹ. Mẹ làm gì vậy? Đâu con tự làm một mình. Còn từ từ nữa, đi chơi kiểu gì không biết. Mẹ đã dặn con là phải luôn rửa tay sạch sẽ trước khi ăn rồi. Coi như vậy là sẽ bị bệnh đó biết không? Con khỏe như vậy, dễ gì mà bệnh. Còn cãi lời mẹ nữa hả? Nè, con phải tắm xong mới được ra ăn. Mình là con trai mà sao mày lại làm gì với mình? Tắm rồi nữa chứ. Thiệt là chán. Chỉ là bụi bặm tí thôi mà, sao mọi người lại quan trọng nó quá vậy ta? Thôi, ngủ một giấc đã. Mẹ ơi, yêu quái! Ta chính là quái vật bùn đất đây. Quái vật bùn đất ư? Người muốn gì ở ta hả? Ta không sợ mi đâu. Mi còn dám lớn tiếng hả? Ta sẽ cho mi biết đùa giỡn với ta là có hậu quả gì. Người không biết vệ sinh sạch sẽ, mẹ dạy bảo gì không nghe, ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Đúng là vậy nè. Ta sẽ khiến cho ngươi bị viêm da, nổi đỏ và còn nhiều bệnh khác nữa. Vũ khí tối tân của mình đấy rồi, quái vật kia, hãy xem ta đây. Chỉ là giấc mơ thôi, thật đáng sợ. Từ nay mình phải biết nghe lời mẹ và giữ gìn thân thể sạch sẽ nữa. Thưa ba mẹ con đi học. Đến chiếc lá này cũng muốn cản đường mình à, bực bội thiệt. Mình thiệt là xui xẻo. Bác Hà Mã, cho con vào với. Không được, đã quá giờ quy định rồi. Con biết, nhưng mà đã cố gắng hết sức rồi. Được rồi, vô đi. Sẽ phải chịu phạt trực nhật, quét rác một tuần ở sân trường nha. Trời ơi là trời, cái quái gì vậy? Bây giờ cô đọc trước, các em đọc sau theo cô nha. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Đốm, cho tụi này với. Đốm thì sao vậy? Tụi mình có làm gì cho đốm giận không tay to? Đốm gặp chuyện gì hả? Tránh ra. Mình là bạn bè mà, phải nên chia sẻ với nhau chứ. Đốm thường nói vậy mà. Mày nghèo quái gì chứ? Mấy người có biết giúp đỡ người ta không? Mãi chia sẻ chứ. Sao đốm nói vậy được chứ? Sáng đợi đốm trước cổng trường, đợi mãi mà chẳng thấy đốm đâu, đành phải vào lớp trước thôi. Bởi vậy có mình tôi bị phạt, còn mấy người quá sung sướng hay còn gì.
tụi này nhịn đói đợi luôn á. Tại đốm đi trễ quá nên bị phạt, chứ đâu phải lỗi của tụi này đâu. Đúng là lỗi của tôi, tôi không còn mấy người nữa. Chính xác tôi ra. Rồi ta sẽ nuốt chửng ngươi, ngươi sẽ là của ta. Không đi xe buýt nữa, không đến trường nữa, không đi mà học nữa, không muốn làm gì á. Đốm, sao vậy con? Rồi, có mẹ ở đây rồi. Hôm nay con toàn gặp những chuyện không may rồi mà. Mẹ biết con trai của mẹ vất vả rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à. Bây giờ con thay đồ đi, tắm rửa sạch sẽ, uống nước rồi cùng ăn cơm với mẹ ha. Mẹ nấu toàn là những món con thích thôi đó. Dạ, bực bội chỉ là có mệt hơn thôi. Con cũng buồn và người khác cũng không vui. Con đi tắm đây. Ủa, tay to làm gì mà chạy dữ vậy? Bộ bạn không biết hả? Sao lần vừa rồi chạy tua thua rùa xanh nên tay to ngày nào cũng tập chạy hết đó. Ồ, tinh thần chiến đấu đáng nể ghê. Nhà nó không qua được một giây. Xin chào tay to, tập luyện tới đâu rồi? Ha ha, nhất định lần này mình sẽ thắng cho rùa xanh tâm phục khẩu phục. Mình nghĩ bạn không cần cố gắng vậy đâu, chỉ còn được ỷ lại như lần trước là thắng thôi mà. Không được, lần này mình phải cho rùa xanh ngửi đầy khói mới hả dạ. Các em chú ý, tuần tới chúng ta sẽ có một cuộc thi chạy, nhưng lần này chúng ta sẽ thi chạy ba chân. Hai người một đội sẽ buộc chân lại với nhau và chạy. Ồ, ba chân hả? Cặp đầu tiên sẽ là tai to và rùa xanh. Hả? Tiếp theo sẽ là đốm và bụng bự. Yeah! Ráng lên rùa xanh, chạy nhanh hơn nữa đi. Mình không chạy nhanh như vậy được đâu. Nhưng mà nếu chạy chậm thì sẽ thua mấy bạn khác đó. Nhưng bạn chạy nhanh quá, sao mình theo kịp? Bạn phải cố gắng lên chứ, không lẽ để người ta nói chậm như rùa hoài sao? Bạn thử mang cái mai nặng cồng kềnh này xem có chạy được nhanh như vậy không mà nói. Mình mà mang được thì mình cũng mang rồi, chỉ là cái mai thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Nếu hai đứa thực sự muốn thì bác có thể giúp đó. Có gì khác đâu. Mình quán đổi cơ thể rồi nè. Ôi da, sao mỏi cái lưng quá vậy nè? Đó là tại cái mai mà bạn nói nhỏ xíu, không có gì phải sợ đó. Giờ thì mình đi tập chạy thử ha. Tập thì tập, chứ sợ gì? Mình tới rồi nè tay to, tình hình bên bạn sao rồi? Mệt quá, mình đi còn không nổi nữa, huống gì là chạy. Bây giờ con đã hiểu ra chưa tay to? Phải ở trong hoàn cảnh của người khác thì mới biết được những khó khăn của người đó chứ. Giờ thì mình mới hiểu rùa xanh khỏe tới cỡ nào khi ngày nào cũng phải mang cái mai nặng như cục tạ như vậy. Cuộc thi chạy bắt đầu. Cô đi tay to ơi, bạn không thể nào thật. Một hai, một hai. Sao hai người họ nhanh dữ vậy? Thì đây là cuộc thi phối hợp đồng đội chứ không phải tốc độ. Yeah. Đây là mô hình khủng long từ nước ngoài, người ta nhờ ba sửa đó. Còn chút xíu nữa là xong rồi con. Vậy một lát xong, ba cho con mượn chơi thử nha ba. Không có được đâu, cái này nguy hiểm lắm. Nó mô phỏng y chang là khủng long thiệt luôn, nên có thể rất hung dữ đó con. Ồ, y chang khủng long thiệt luôn. Nè, con đang suy nghĩ cái gì vậy? Dạ, đâu có gì đâu ba. Ba về nhà ăn cơm đi, mẹ đang đợi ba đó. À, vậy ba về trước nha, con ở đây đừng có phá phách gì đó nha. Giống thiệt luôn á, phải gọi cho bụng bự mới được. Alo, đốm hả? Nguyên con khủng long mấy luôn hả? Mình tới liền, tới liền. À, giống y chang thiệt luôn. Nhưng mà nó có cử động được không vậy?
Hình như là chưa được. Ba mình đang sửa cái gì đó. Vậy tụi mình phụ ba bạn sửa đi. Mình muốn xem nó cử động như thế nào. Không được đâu. Ba mình nói con này nguy hiểm lắm, không cho mình đụng vào đâu. Sao mà phải sợ chứ, nó là khủng long bằng máy thôi mà, chứ có phải thiệt đâu mà bạn sợ nó ăn thịt. Mình... Thôi, phụ mình tìm cách sửa tiếp đi, có khi ba bạn còn khen mình nữa. Cũng được, mình đang suy nghĩ. Nè, bên đây có cục pin nè, chắc chắn là của con khủng long, mình gắn vô xem thử đi. Xong. Hay quá, được rồi. Trời ơi, dữ vậy. Quá thường luôn. Trời đất ơi, mua đuổi theo nó bắt nó lại đi. Thôi, là ba mình đánh tiếc lít đó. Trời ơi, khủng long, ba người ta cứu thầy ơi. Đừng có sợ, có tụi mình đây nè. Nó chỉ là một con khủng long máy thôi, đừng có sợ. Trời, không ngờ nó lại biết phun lửa nữa. Lẽ ra tụi mình phải nhận nó trước khi gắn pin cho nó chứ. Hả? Chính mấy bạn là người gắn pin cho nó đó hả? Tụi mình xin lỗi, là do tụi mình thay máy với phá phách nên mới gây ra họa lớn như thế này. Bỏ đi, giờ phải tìm cách làm sao vô hiệu hóa con khủng long này nào. Mày đứng im. Lợi hại quá, lửa đã tắt hết rồi. Nhưng mà không phá phách nữa. Mấy đứa lì quá ha. Ba đã nói là không được đụng vô đồ của ba khi chưa sửa xong rồi mà. Bụng bự và đốm bị phạt không được xem tivi nửa tháng, chỉ có tội phá phách tái máy nha. Dạ, con nhớ rồi. Mai mốt không dám tái máy nữa đâu. Đáng đời. Có cá, có cá. Trời ơi, có con cá chút xíu à. Anh bò ơi, tôi còn bé lắm, anh thả tôi ra đi. Bò hả? Nhỏ thì ta đem về làm cá vàng chiên bột. Anh bò ơi, hay là anh tha cho bạn cá đi, chắc bạn đó còn nhỏ nên đi lạc thôi. Giỡn hả? Bỏ đi rồi thì trưa nay ta biết ăn cái gì đây. À, em đợi cái bánh hamburger này với anh nha. Em mới mua còn nóng hổi đó. Đợi xong, ăn liền luôn, khỏi mất công nhà nhà chiên bột. Đổi luôn. Nè. Bây giờ an toàn rồi đó, bạn đi đi. Nè nè, khoan đi đã. Lúc nãy mình định nói thả mình ra đi thì mình sẽ cho ba điều ước. Nhưng cuối cùng người thả mình lại là bạn. Giờ bạn muốn ước gì nè? Hả? Bạn nói thiệt hả? Mình có ba điều ước. Thiệt à? Bạn cứ ước đi, điều gì cũng được. Vậy mình ước... Ước có một cục vàng. Hả? Có vậy chứ. Anh là đồ tham lam. Lúc nãy anh đã nhận cái bánh hamburger rồi mà. Tưởng dụ ta là dễ hả? Hên là đi chưa xa, không thôi là tôi mất ba điều ước rồi. Được thôi, nhưng dì tớ mới là người thả tôi xuống nước, nên anh ước bất cứ điều gì đớm cũng sẽ được gấp đôi. Anh bò ước đi, còn hai điều nữa. Hả? Cái gì? Nó được tới hai cục hả? Cái vàng thông minh ghê. Để xem anh bò ước gì nè. Kiểu gì tôi cũng hơn anh thôi. Vụ này căng à nha. Mình ước được một căn nhà thì thằng nhóc này được tới hai căn nhà. Mình ước là mình khỏe nhất thế giới thì thằng nhóc này cũng sẽ khỏe mạnh gấp đôi mình. Khó nghĩ quá ta. Sao rồi anh bò? Nghĩ ra được gì chưa? Ước nhanh đi, tôi còn về. Tưởng đặt điều kiện như vậy là làm khó được ta hả? Ta ước ta bị què một chân. Hả? Đúng là đồ tham lam nham hiểm. Ta còn một chân thì còn chống nản đi được, còn ngươi thì để xem đi kiểu gì. Trời ơi, đau quá. Tôi ước mọi chuyện chưa hề xảy ra. Ha ha ha.
Mọi chuyện quay lại lúc sáng rồi. Sao hả anh Bờ? Anh còn muốn có 3 điều ước nữa không? Thôi khỏi, sợ rồi. Tham lam làm cái gì cho khổ. Chúc mừng anh đã nhận được bài học rằng tham lam thì trước sau gì cũng nhận hậu quả mà thôi. Có gì? Tại sao ta không mở ra xem thử? Thưa mẹ, con mới đi học về. Con về rồi hả? Rửa tay nằm nghỉ tí đi, rồi ra ăn cơm con. Dạ thôi, để con rửa tay rồi phụ mẹ làm việc. À, công nhận tay to giỏi thiệt. Ý quên, mình phải đi cất nó đi đã. Ủa, nãy giờ đâu có ai đụng tới cái hộp đâu ta. Hả? Nó tự mở hả? À, mình hiểu rồi. Thì ra là hộp này tạo ra quà. Hay quá, con có bông đẹp quá à. Nếu mình có cái hộp đó, mình sẽ có được thật nhiều đồ chơi mới. Nhất định mình phải có được nó. Dù sao thì mình cũng phải để cái hộp lại chỗ cũ mới được. Ê, Tà To. Ủa, Đốm, bạn chưa về nữa. Ừ, mà Tà To có cái hộp gì ạ? Không có gì đâu, mình nhặt được hôm qua đó. Hộp bé ngoan là gì vậy ta? Ta tao có mở nó ra coi chưa? Mình đâu có mở. Thôi đủ rồi, mình đã thấy hết tất cả. Cái hộp đó, tà đó đồ chơi có phải không? Ủa, sao bạn biết? Sao là không biết? Có cái hộp hay như vậy mà không chia sẻ cho bạn bè gì hết. Mình đang tính đem trả lại chỗ cũ mà. Nếu bạn không cần nó, thì đưa đây cho mình giữ cho. Đưa đây cho mình. Đi trước đây. Ê, không được đâu, Đốm. Nè, đi học về sao không thưa ai hết vậy con? À, quên, con thưa ba mẹ con mới đi học về. Con lên lầu đây. Không được, con để cặp đó, vô rửa tay, rồi ra phụ mẹ dọn cơm. Dạ. Mẹ ơi, mau dọn cơm lẹ lẹ đi, con còn phải học bài nữa mà. Muốn nhanh thì vô phụ mẹ, ở đó mà hối. Không sao, nè, con ăn nhanh lên đi rồi còn học bài nữa. Cái thằng này, không biết dọn dẹp gì hết. Hợp ơi, tao muốn có một chiếc xe điều khiển đời mới. Tạo nó cho ta đi. Hả? Tại sao tao lại đứt cái đá không vậy? Không chịu đâu. Có chuyện gì mà khóc vậy con? Tất cả là do cái hộp này. Con thấy tao mở ra có đồ chơi mới, con lấy của bạn đó mang về, thì lại ra tiền đứt cái đá không à. Trước khi nhận được quà, bạn Tay To đã làm gì vậy con? Bạn nó phụ mẹ dọn nhà, dọn cơm. Vậy thì ba hiểu rồi. Đây là hộp bé ngoan, nghĩa là con phải ngoan thì mới tạo ra được đồ chơi. Về nhà thì không chịu phụ giúp cho mẹ. Con không ngoan thì làm sao mà nó ra đồ chơi cho con được. Vậy là mai con ngoan thì con sẽ được đồ chơi phải không ba? Đúng rồi, nhưng mà con không được giữ nó, bởi vì nó không phải là của con. Phải trả lại chỗ cũ, như vậy đã là ngoan rồi. Con hiểu rồi, mai con sẽ trả lại chỗ cũ. Với lại đi xin lỗi Tay To nữa. Tiếng gì ạ? Sợ quá. À, tối qua nhà mình có ma đó. Sao miệng cậu có mùi vậy? Mình đánh răng rồi mà. Thôi, có mùi không quan trọng. Mà bạn thấy nó hả? Không, không, mình chỉ nghe tiếng thôi. Tiếng gì vậy? Tiếng cộc cộc cộc. Ôi, ghê quá à. Tiếng đó nó cứ liên tục vậy á. Mà mình sợ quá, cũng ngủ quên luôn rồi. Thôi, mai cũng cuối tuần rồi. Hay tụi mình qua ngủ chung với Đốm coi sao. Được đó, đi đi. Để mình về xin mẹ rồi qua. Được rồi, vậy chúng ta có nhiệm vụ cho tối nay. Hả? Ngủ mà nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ bắt ma. Đốm thì về thông báo cho ba mẹ tối nay tụi mình qua ngủ lại nha. Tay To thì mang theo một cái đàn binh nha. Ừ, mình nhớ rồi. Mình sẽ mang theo một cây súng nước để tự vệ. Ừ, đồng ý. Chưa thấy nó mà đã sợ rồi. Không được ngủ. Đến sớm đi, không là ngủ mất tôi luôn á.
đâu? Ra đây! Hai bạn im lặng đi, coi tiếng nó phát ra từ đâu. Mình nghe rõ lắm. Mình nghe nhỏ nhỏ hả? Ủa, sao mình lại nghe thấy ở đây? Nó ở đâu trong miệng của đớn nè? Nó nhập vào mình rồi. Bạn há miệng ra coi. Ôi trời, sao sáng vậy? Hóa ra là mày hả sao răng? Mày làm gì ở đó vậy? Ta là mổ đi sống mà. Nguyên một con sâu là mổ luôn mà bạn không thấy hả đớn? Không, thấy thì sao thấy được. Ta chỉ mới tới đây ở hôm qua thôi, chứ ở thêm vài hôm nữa ta đục bánh hàm răng ra là thấy à. Sao ngươi chui vào đây vậy? Vì nhiều đồ ăn chứ sao. Hắn có chịu đánh răng trước khi ngủ bao giờ đâu. Ủa đớn, không đánh răng hả? Vậy phải bắt con sâu ra. Đúng, chỉ cần nó ra là được. Ta không ra đâu, bắt cũng không có ra. À, mình có cách rồi. Cách gì, cách gì? À, hay quá, làm liền đi. May quá, ném banh hàm răng luôn rồi. Bạn lười thiệt, mình ăn nhiều mà còn siêng đánh răng hơn bạn nữa nè. Từ nay, phải đánh răng cả hai lần, sáng và tối trước khi đi ngủ nha. Để phòng sau làm tổ, và phòng cả hôi miệng nữa. Đồng ý. Trời ơi anh ơi, ngọn đèn hải đăng chỉ đường có mất tiêu rồi. Nguy quá, không có chỉ đường thì làm sao qua được cái đá bay nguy hiểm này. Có chừng. Đưa cho ba cái kìm. Dạ. Ồ, chú khẩn cấp kìa ba. Alo, tôi nghe đây. Vừa có một vụ tai nạn nghiêm trọng do va chạm với thiên thạch. Nguyên nhân là do đèn hải đăng vũ trụ không hoạt động. Mong anh có thể ghé sang kiểm tra để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc khác. Đã rõ, tôi sẽ qua kiểm tra liền. Cậu đi với ba luôn nha. Hai người thì luôn tốt hơn một người mà. Dạ. Đừng có biết không, trong hải đăng có một chú đom đóm dùng ngọn đèn sáng của mình để rọi đường cho tàu thuyền tránh những khúc nguy hiểm khi trời tối. Nếu hải đăng bị trục trặc thì thiệt là nguy hiểm lắm đó con. Vậy mình tới nhanh nhanh đi ba, có khi lúc này đang có tàu ngoài kia gặp nguy hiểm đó. Đúng rồi, tăng tốc thôi. Xin chào, có ai ở đây không? Hình như là không có ai ở đây hết đó ba. Kỳ vậy ta, mình lên lầu thử coi sao. Hình như có tiếng nghe khò khò hả ba? Đúng rồi, trời ơi nhìn kìa. Chú Đom Đóm. Anh ơi, dậy đi anh ơi, sao lại ngủ khò khò trong giờ làm việc vậy nè? Cái gì mà kêu, để tôi ngồi tiếp đi. Trời đánh con chanh lúc ngủ đó nha. Nhưng mà đang trong giờ làm việc chứ bộ. Tôi bị bệnh mấy bữa nay không phát sáng được, nên không ngủ thì biết làm gì. Hả? Sao anh lại không thông báo để được nghỉ chữa bệnh? Tại bệnh của tôi nặng lắm, không có chữa được đâu. Tụi tôi không biết tình hình của anh nặng như vậy, nhưng không biết anh bị bệnh gì vậy? Bệnh là biết. Thôi, tôi ngủ tiếp đây. Cấp cứu, đây là tàu vũ trụ cần tiếp cận trái đất, không phải đang từ trái đất soi đường. Đúng, đưa cho ba cái đèn pin siêu sáng để mà rọi qua thấu kính, không cần cái tên lười biếng này nữa. Dạ. Cảm ơn hải đăng trái đất, chúng tôi đã vượt qua được vùng đá nguy hiểm. Mấy anh làm thật hả? Bỏ cái đèn pin đó đi, tôi mất việc thiệt đó. Mà mất việc là chết đói chắc luôn. Chính xác, đừng tưởng mình đặc biệt mà đâm ra làm biếng. Tài giỏi đến đâu cũng có thể thay thế được hết. Nhất là cái người lười biếng như anh thì càng phải thay thế thôi. Tôi hiểu rồi. Anh biết như vậy là được rồi. Tôi tặng cho anh luôn cái đèn pin này, để bữa nào mệt mỏi có cái mà dùng. Chỉ cần anh hứa không lười biếng nữa là được rồi. Thì xin hứa, từ nay siêng năng làm việc. Nếu còn lười biếng nữa thì sẽ tự cuốn xéo khỏi đây luôn. Để không về cái chuyện này cho bạn muộn bự nghe nha. Bạn đó cũng hay làm biếng lắm đó ba.
mình làm một giấc đi. Nó dám ném mình xuống đây nè, đồ xả rác bừa bãi. Đã đến chán rồi mà còn bị đối xử như vậy nữa nè. Ấy anh em, chính đến đó nó ném chúng ta xuống đây. Vậy chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Báo thù, báo thù. Chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể để chiến đấu. 500 anh em chúng ta cùng họp nào. Nắng nóng quá đi. Cơ hội đến rồi kìa anh em. Ôi da, đau quá. Hả? Em làm sao vậy? Ui da, trời ơi, bể cái mông tôi rồi. Anh có sao không? Anh dập mông thôi. Để anh đỡ em vậy. Hình như em bị trật chân rồi đó. Đốm ơi, xuống đây mẹ nhờ một cái. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ con bị té trật chân luôn rồi. Hả? Mẹ có đau lắm không? Mẹ không sao, nhưng con đi chợ giúp mẹ nha. Hả? À, con đi chợ? Con có biết cái gì đâu mà con mua. Con chỉ cần mua như trong giấy mẹ viết là được rồi. Nhưng mà trời đang nắng lắm. Đi có chút xíu mà than cái gì. Con không đi là tối nay ở nhà không có đồ ăn đâu đó nghe. Dạ, dạ con biết rồi, để con đi. Ui da, em nằm nghỉ đi, để anh đi lấy thuốc. Ba cũng té nữa hả? Ba vội vàng ra đỡ mẹ nên vô ý té đó. Thôi con đi chợ lẹ lên đi. Dạ. Đang ngủ ngon là tự nhiên phải đi ra ngoài nắng như vậy, chán dễ sợ luôn. Ui, xém chi nữa là té với ba mẹ rồi. À, đánh né nó còn dính nữa. Cuối cùng thì cũng té lội cho. Ê, lũ vỏ dưa kìa. Các ngươi cố tình làm cho ba mẹ ta té đúng không? Chính ngươi đó. Đưa bữa bãi, ngươi ăn xong quăng tụi ta rớt, đuổi đuổi xuống đất. Ba mẹ ngươi đạp trúng thì té là đáng chứ sao. Nếu mình gọn gàng sạch sẽ thì tụi ta đã không phải làm những việc như thế này. Này, mình sai rồi. Xin lỗi đã quăng các bạn bừa bãi, còn la lỗ ông sòm nữa nha. Vậy thì sửa lỗi đi, sửa lỗi đi. Mình phải làm sao? Bạn phải dọn sạch chính mình và hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhớ đó. Mình nhớ rồi, xin lỗi các bạn nha. Sao giờ tay to chưa qua ta? Hôm nay bạn bị sao vậy? No no no. Bây giờ hãy gọi tớ là quý cô tai to, nghe chưa? Là sao chứ? À, ý bạn là bây giờ tụi mình cùng làm người lớn hả? Đúng vậy, làm người lớn rất là sướng. Thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, lại được la mắng người khác nữa, không phải sợ ai hết. Yeah, làm người lớn thiệt là vui quá đi. Chúng ta làm đi. Bụt mự, cô tai to đây mới đến chơi nhà, chúng ta hãy mời cô ấy ly nước trà nào. Bụt mự đâu, lấy trà. Như vậy đúng không? Đốm diện rất là đạt á, rất là người lớn. Nhưng mà mình không biết pha trà, giờ phải làm sao? À, mời quý bà ngồi đây nghỉ ngơi. Hả? Sao chứ? Tụi con... Mình với Đốm sẽ đi nấu đồ ăn. Mời quý bà đây. Bụng bự, cậu có thể ngồi tiếp chuyện cùng bà đây được không? Được, được. Quý cô đây thích ăn gì? Các con đang làm gì mà vui vậy? Dạ, tụi con lớn rồi. Bây giờ tụi con đang làm người lớn nè. À, cô hiểu rồi. Hồi nhỏ cô chơi trò này giỏi lắm. À, à. Con tính leo lên lấy hũ đường mà trượt chân nên. Trời ơi, sao con không nhờ cô lấy giúp? Con vừa nhặt rau vừa rửa từng cọng luôn á nha. Trời, ai lại làm vậy? Rồi đưa đây, mời các người lớn lên trên nhà. Những chuyện như vậy nè, các con chưa biết sao đã vội làm. Con thấy
người lớn có gì cũng biết làm hết á. Không phải đâu, cũng có nhiều thứ người lớn không biết làm đó con. Cái gì muốn biết cũng đều phải học hết. Lặt rau nè, nấu ăn, hồi đó mẹ cũng phải học, học rất là lâu đó. Con thấy làm người lớn mệt quá, không vô chút nào đó. Thì ra ba mẹ chúng ta cũng vất vả lắm đó. Không có người lớn nào được con hoạt hình thoải mái như tụi mình đâu. Thôi, chúng ta không làm người lớn nữa. Wow, xúc xích thiệt là thơm. Có lần á, mình ăn cả một cái túi xúc xích có 10 cái lần á. Có bao giờ bạn bị bệnh do ăn quá nhiều không đó bụng bự? Có chứ, mà chủ yếu là đau bụng ị thôi. May là không phải uống thuốc đó, mình ghét uống thuốc cực kỳ luôn. Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Ghê quá à. Là ai đó? Mau ra đây đi. Ta là ma đây. Ma đây kìa. Hả? Nó biết ác xì nữa hả? Ủa, ma gì mà ác xì hả? Bệnh thì ở nhà đi, còn đi hù dọa người khác nữa chứ. Bị yếu như vậy thì làm gì được tụi ta? Ủa, tại sao ma lại khóc? Ta đường đường là một con ma mà giờ bị bệnh, chả còn ai sợ ta cả. Bị bệnh, không lo uống thuốc còn khóc lóc gì nữa. Thực ra mình không chịu uống thuốc, mình ghét thuốc lắm. Con ma sợ uống thuốc. Thôi đừng khóc nữa, tụi này sẽ giúp bạn uống thuốc mà. Mỗi lần bạn uống thuốc như thế nào? Thì bỏ cả nấm vào rồi nuốt chứ sao. Mình ói sạch, ngán uống thuốc tới giờ luôn. À, hay là mình nghiền thuốc ra đi. Đắng quá à. Không uống đâu. Ước gì thuốc ngọt như kẹo ha. Hay là mang bạn đi chích thuốc. Thôi, đau lắm. Vậy thì làm sao mà hết bệnh được? Giờ này ai cũng đi ngủ hết rồi, biết tìm ai giúp bây giờ? À, biết ai chưa ngủ nè. Hả? Ai vậy? Ông Mặt Trăng đó. Đúng rồi đó, sao mình không nhớ ra ta? Ông Mặt Trăng ơi. Ông Mặt Trăng. Ai kêu ta đó? Dạ, là tụi con nè, ông Mặt Trăng ơi. Có chuyện gì mà kiếm ta giờ này vậy? Dạ, bạn mới bị bệnh, nhưng sợ không uống thuốc. Hả? Bệnh mà không uống thuốc là không khỏi đâu nha con. Con biết, nhưng thuốc đắng lắm. Được rồi, để ta giúp cho. Nhưng mà không được đi hù dọa các bạn nữa nghe chưa? Dạ. Wow, thật là lợi hại. Con uống ngụm nước này vô trước, sau đó bỏ viên thuốc này vào miệng, rồi nuốt theo dòng nước, sẽ không còn thấy đắng nữa. Ha. Thiệt hả ông? Thử đi. Không thấy đắng luôn. Viên thuốc thần hay quá à. Thật ra nó vẫn là viên thuốc của con đó thôi. Vốn dĩ ma bị sợ do lần đầu tiên uống thuốc sai cách đó. Thuốc có đắng thiệt, nhưng nuốt thật nhanh với nước sẽ không thấy đắng đâu con. Các con nên nhớ, thuốc có đắng thì mới trị được bệnh, nên cố gắng để khỏe mạnh nghe chưa. Dạ, tôi có cảm ơn ông Mặt Trăng. Trăng. Cố lên mấy nhỏ, chúng ta gần tới rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ được ăn món ngon nhất trên đời này. Nhưng mà mình mệt quá, bay hết nổi luôn rồi. Mình chán ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nào bọn mình chán bánh mì, xong nay bạn lại vậy? Tại vì ngày nào cũng ăn hết đó, nên mình ngán tới tận cổ rồi nè. Mình muốn ăn đồ ngon, mình muốn ăn món ngon nhất trên đời này. Đúng đúng, mình cũng đang trên đường tìm món ngon nhất trên đời. Bạn có muốn đi với mình không? Cố lên mấy nhỏ, chúng ta sinh ra là để ăn mà. Thôi, mình bỏ cuộc, bạn đi ăn một mình đi. Cuối cùng
tới nơi rồi. Món ngon nhất trên đời này sẽ là của mình. Tất nhiên là đi rồi. À, ý bạn là từ nay về sau không thể ăn bánh mì chung với bọn này nữa chứ gì? Mình muốn thưởng thức đồ ăn ngon thôi. Mấy bạn đừng có hòng cản mình. Ủa, đâu rồi ta? Sao mấy nhỏ nói là ở trên này mà? Ồ, chào anh bạn nhỏ. Lâu lắm rồi mới có người xuất hiện ở nhà hàng cô đơn này. Hả? Nhà hàng cô đơn? Đúng rồi, vì chỉ có những người không có bạn bè, rảnh rỗi lắm thì mới lên tới nơi này thôi. Cũng hơi đúng đúng. Mà món ăn ngon nhất trên đời này đang ở đâu vậy chú đầu bếp? Ừ? Dạ, con hiểu rồi. Bên kia cây cầu. Ơ? Ghê rồi, cuối cùng món ăn ngon nhất trên quả đất cũng thuộc về miệng ta. Sao rồi anh bạn nhỏ, thấy thức ăn ngon chứ? Tất nhiên là... Sao tự nhiên lại ngập ngừng vậy? Không có ngon. Tại sao cháu lại thấy không ngon vậy ta? Cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Là thiếu những người bạn đúng không? Món ăn cho dù ngon cách mấy, nhưng nếu phải ăn một mình thì thật là buồn chán. Dạ, chú nói chí phải. Món ăn ngon nhất trên đời chính là những món ăn được ăn cùng với mọi người, vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là lủi thủi ăn một mình. Cháu hiểu tại sao nơi đây gọi là nhà hàng cô đơn, chứ không phải là nhà hàng ngon nhất rồi. Tạm biệt chú nha, cháu về với bạn của mình đây. Cháu nói đúng lắm. Tạm biệt cậu nhỏ, chúc cậu thượng lộ bình an. Dạ. Trật tự nào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một cô hiệu phó từ dùng đất phép thuật tới giờ giờ đó nha. Mà cô hiệu phó chưa tới hả con? Xin chào cả lớp. Wow, hay quá, hay quá. Cả lớp mình cứ học tự nhiên như là không có cô ở đây nha. Rồi, bây giờ cả lớp chúng ta bắt đầu nha. Mọi người đã chuẩn bị xong bài tập cô giao về nhà chưa? Dạ rồi. Chết rồi, tối qua mình có phim tới khuya luôn nên đâu có chuẩn bị cái gì đâu. Tốt lắm, bây giờ từng bạn đứng lên nói nỗi sợ của mình và cách khắc phục nha. Quá khỏe luôn, tưởng gì chứ vụ này là mình chỉ cần bịa ra là xong. Dạ thưa cô, em sợ nhất là con ếch vì nó rất là nhớt và xù xì, nhìn rất là ghê. Em có cách nào để chiến thắng nỗi sợ đó không? Dạ, tuy em rất sợ, nhưng sau khi tìm hiểu thì biết ếch là loài vật rất hiền lành, còn bắt côn trùng có hại nữa, nên em đã bớt sợ rồi. Giỏi lắm, vậy còn bụng bự thì sao? Sao tới em lẹ vậy cô? Có sao đâu nè, em cứ nói bình thường thôi. Chết rồi, sao đây? Dạ, thưa cô, em không có sợ gì hết. Trời ơi, không sợ gì hết luôn. Trời ơi, vậy ghê quá. Ôi, xem ra lớp ta có một bạn rất là can đảm đây. Dạ, đúng rồi đó cô. Không có gì làm người can đảm như em có thể sợ được đâu. Vậy thì mời em bước qua cánh cửa này. Đây là đường dẫn tới thế giới sự thật, nơi mỗi nỗi sợ của con người sẽ được phơi bày ra toàn bộ. Bước vào đi em. Em thiệt sự phơi vào đó hả cô? Có cách nào khác không cô? Nếu em thực sự không sợ gì hết thì cánh cửa này sẽ chẳng làm khó được em đâu. Nếu chỉ như vậy thì mình đâu có sợ đâu. Hả? Chưa ăn gì được mà sao lại bay mất tiêu rồi? Trăng, mình không ăn đâu, ghê quá à. Úi chà, tự nhiên có cái giường, ngủ thôi. Thế này thì làm sao mình ngủ đây? Con với cái, mẹ sẽ đánh đầu con một trận thật là đau. À, mẹ ơi, mẹ đánh con. Dạ, thưa cô cho em nói lại. Em sợ nhiều thứ lắm. Em sợ không có được ăn, không có được ngủ, sợ bị mẹ đánh đòn nữa. Biết nhận lỗi là tốt rồi. Cô muốn nói với các em là ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, nên thừa nhận rồi chế ngự nó,
chứ đừng trốn tránh nha các em. Dạ. Ê, mình đố mấy bạn, tại sao loài khủng long lại bị tuyệt chủng? Ăn nhiều quá, bụng bự lên, nổ bùm chết. Có mà bạn ăn nhiều nổ bụng chết á? Tại mình thấy trong hình á, con khủng long nào cũng bự chứ bộ. Tầm bậy nè, sách nói là vào 65 triệu năm trước, một thiên thạch đâm vào trái đất, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc vào không khí, che phủ cái bầu trời. Đúng rồi, thiên thạch đâm vào trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng đó. Thông báo khẩn cấp, hiện nay có một thiên thạch đang hướng về trái đất. Đề nghị mọi người sơ tán. Đề nghị mọi người sơ tán. Trời ơi, xảy ra thiệt rồi kìa. Hả? Không ngờ miệng mình linh như vậy. Không chịu đâu, còn biết bao nhiêu món ăn chưa ăn mà. Tuyệt chủng rồi ăn được cái gì nữa đâu. Bà nói nghe tin gì chưa? Tình hình khẩn cấp lắm rồi, mọi người trốn vào hầm trú ẩn đi. Ôi trời ơi. Thôi mình chạy về với mẹ đây. Mình cũng về nhà thông báo cho nhà mình đây. Giờ sao đây mẹ? Không sao đâu con, ba con sẽ có cách. Tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị quả lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm, nhớ cẩn thận. Sự tồn vong của loài người nằm trong tay của các anh. Canh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp. Làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Thông báo khẩn cấp, lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tay to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi. Nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao được? Cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Lệ hy sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch. Khi bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới cuộc trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng, và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực là nơi Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Lạnh như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu.
Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh ở nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa, nên mình sẽ dùng natri acetate. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetate là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à. Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi thiên thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh, biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu. Mình sẽ bắn ra đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đường bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi, nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao? Đúng, và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, cảnh báo, thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Cánh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thành công rồi, thành công rồi. Trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Yeah, trái đất đã được cứu rồi. Trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao chổi thành công. Thế giới này thật bất công. Loài đốm luôn nói họ có nhà cửa, ở sạch sẽ. Còn loài chuột của chúng ta chỉ ở hang đất ăn dơ ở bẩn. Ăn dơ ở bẩn, ăn dơ ở bẩn. Thế nhưng ta đã tìm được những chứng cứ để chứng minh loài đốm cũng ở bẩn không kém. Do đó, các ngươi có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của ta, để cho loài đốm bẻ mặt, không còn khinh khi. Không còn khinh khi, không còn khinh khi. Nhiệm vụ bắt đầu. Nãy mình quên ghé canteen uống nước, giờ khát nước quá à. Còn mình thì uống quá chừng luôn nè, nên bây giờ bụng căng lên luôn. Mình cũng vậy. Ấy chà chà, nhắc tới là mình cũng buồn tè quá à. Mình cũng vậy. Hay bạn tay to đi trước đi, tụi mình giải phóng nước cái đã. Ý, không được đâu. Nơi đây không có nhà vệ sinh,
đi như vậy là mất vệ sinh lắm đó. Có sao đâu, mình chỉ gửi một ít về gốc cây thôi mà. Hai bạn nói chuyện không thấy nhị chút nào á. Bạn muốn làm thì bạn làm đi, mình nhịn. Có một chút có sao đâu, mình làm gì ghê vậy không biết. Tưới cây còn tốt chứ có gì đâu. Ngày chủ nhật thật là tuyệt. Ước gì một tuần có 7 ngày chủ nhật. Yeah. Một tháng có 30 ngày chủ nhật luôn đó. Giờ phản công đến rồi. Phản công, phản công. Đến trường thôi là đến trường thôi. Cái gì vậy trời? Là đốm kìa. Đang xấu hổ quá mà. Sao như vậy trời? Ai biểu bạn không giữ vệ sinh nơi công cộng? Lần này thì cả thành phố biết luôn rồi. Bạn làm gì vậy tay to? Uống nai cụm. Không, ngon lắm đó. Dừng lại, tay to đừng có uống cái đó. Mấy cái nai cụm đó uống dở ò mà. Cái gì? Nai cụm là số 1 mà bạn dám nói dở hả? Chứ sao nữa, hù hút mới là số 1. Ôi ôi, mấy cái hù hút toàn quá chất độc hại không à. Chứ cái nai cụm có gì trong đó mà không độc hại? Xời, có ghi trên lon nè. Nhỏ quá không đọc được. Nhưng mà nói chung thành phần nó gồm các chất có lợi không hả? Thôi đi, không đọc được á thì làm sao biết có lợi chứ. Vậy còn cái hu hút của bạn thì sao? Bạn có đọc được gì trên đó không? Hay là cũng nói đại thôi? Carbon Iraq gì đó. Đọc được nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà mình nhớ may mắn là cái chất này có tốt cho sức khỏe lắm á. Xời, vậy cũng nói nai cụm vừa bổ vừa ngon, mình cũng có thể uống cả ngày luôn. Yeah. Vậy sao mình không mở một cuộc thi uống nước ngọt đi? Thi uống nước ngọt. Dạ, cuộc thi uống nước ngọt xin chính thức được phép bắt đầu. Trời ơi, chóng mặt quá. Xỉu. Trời ơi, đau bụng quá. Đau bụng. Uống nước ngọt cho lắm rồi bây giờ đau bụng ha. Lại còn uống ba cái nước tầm bậy ngoài đường nữa. Sau này cái nào mẹ cho mới uống nha chưa? Dạ, nhưng bây giờ mẹ cứu con đi mà. Đau quá. Đâu? Cấp cứu đi, cấp cứu đi. Phải vượt qua, phải vượt qua. À.
mình qua rồi. Mình thật là giỏi quá. Bụng bự bây giờ đã trở thành ông hoàng độ cao rồi. Việc gì mà vui vậy con? Mẹ, con đã nhảy qua được khỏi cái cây hoa đó rồi. Ôi, con thật là giỏi mà. Mẹ hạnh vì vì con quá. Con lắm nem hết rồi kìa. Vào tắm đi con. Mệt quá. Mà sao ngày nào cũng phải tắm hết vậy? Nghỉ tắm một bữa có sao đâu chứ. Bụng bự, sao con không đi tắm mà đi ngủ rồi hả? Thiệt đúng là lười như heo mà. Ngày hôm nay là ngày hội muôn thú. Tất cả các bạn hãy bỏ qua những thù ghét, điều xấu xa để chúng ta cùng nhau vui vẻ, chịu không? Chịu. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa nha. Vui quá các bạn. Thiệt đã, thiệt là vui. Tất cả yên lặng. Tất cả các bạn hãy yên lặng để thưởng thức vũ điệu bụng bự của mình. Bảo đảm các bạn sẽ ghiền luôn cho mà coi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Sao? Mọi người thấy hay không? Đâu hết trơn rồi. Tụi mình ở đây nè. Sao mọi người lại xỉu hết vậy hả? À, mình múa hay đến mức đó sao? Không phải bạn múa hay, mà người bạn hôi quá à. Mọi người hít vô rồi xỉu đó. Mình hôi hả? Hình như bụng bự không tắm hay sao á. Dơ hộ nhà chuột này luôn nha. Dơ vậy, nổi ghẻ cho coi. Bụng bự làm gì gãi dữ vậy? Không biết sao mình bị ngứa quá. Chết rồi, bụng bự ở dơ, không tắm bị nổi ghẻ rồi. Ghê quá à. Gì? Ghẻ hả? Ghê quá à. Ghê quá. Vậy thôi mọi người ơi. Sao mọi người bỏ mình hết vậy? Tụi mình không bỏ bạn đâu, nhưng bạn phải tắm rửa sạch sẽ, không được ở dơ nữa. Mình sợ lắm rồi. Mình sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ đây. Hôm nay Đốm muốn ăn gì nè? Mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không, con muốn ăn hải sản thôi à. Không có hả? Con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy con muốn ăn sushi. Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem ra luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Hả? Vô gì vậy? Mệt rồi nha. À, dính rồi. Từ từ thôi con. Ngon quá ba. Ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba. Cho tôi 3 phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta? Có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con. Con ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ui da, đau bụng quá. Đau quá.
con sao vậy Đốm? Con làm sao vậy hả Đốm? Mẹ ơi cứu con! Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hông nữa, sao mà không đau bụng cho được chứ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đi, con đau bụng quá à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không quên con mà còn bên con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi cứu con. Nóng quá, nóng quá, nóng, nóng chảy cả mỡ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bà mi nhũ ra buông bự. Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình, bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình, bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra đi. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó Đốm. Tủ lạnh hư rồi, giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì có. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn chứ coi. Tại Đốm chứ bộ. Đốm không giành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có giành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá Đốm ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ghê, con chắc bị chảy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ, con biết lỗi rồi.